Sắp ra rồi, đưa súng đi. Họ ra rồi. Bắn hết đạn thì sao? Vậy thì dùng nắm đấm. Ông chủ từ, anh đi đâu? Tôi bắn súng không chuẩn, phải tới gần một chút, nguy hiểm lắm. Người Nhật bắn chính xác lắm. Anh cũng bắn chính xác, anh ở lại đi. Tôi, ông chủ từ. Ông chủ từ. Ông chủ từ. Rút vào cứ điểm, rút lui. Lão Phiên, ông chèo nhanh lên có được không? Chèo dậy khi nào mới tới? Để con. Không cần, để hắn chèo. Hay là tắt đèn đi, nếu không người Nhật nhìn thấy đấy. Để vậy đi. Thấy đèn tôi sợ lắm. Một nhóm người Nhật ở trên huyện, một nhóm ở phía trước chúng ta. Ông chèo như vậy khi nào mới tới? Nhanh lên. Các người đưa tôi tới Hương Mộc Trấn, có phải muốn giết tôi không? Ông biết rồi à. Từ Bát Lộ, tôi không hổ thẹn với lòng. Mau chèo đi, tôi sẽ cho ông về. Thật sao? Nhanh lên. Hai người nằm đó, tôi càng chèo càng buồn ngủ. Hát đi. Hát là không buồn ngủ nữa. Trên tay tôi cầm cái búa, trên vai gánh cái gùi. Này Lão Phiên, đổi bài khác. Khó nghe quá. Đại quý Aoki, phía trước là bến cảng của Hương Mộc Trấn. Còn bao xa? Chưa tới một dặm. Tắt đèn. Cho mọi người thành hai nhóm, đứng thành hai hàng, lấy gậy chèo vào đó. Dạ. Tắt đèn. Đồng chí Hà, lúc nãy tôi nghe thấy có tiếng của tàu hơi nước. Lúc nãy tôi cũng nghe thấy, bây giờ hết nghe rồi, lạ quá. Có cần đi coi không? Tôi đi. Không cần, để tôi đi cho. Nếu cô đi thì mọi người không biết nghe lệnh ai. Bảo Khanh, mau thức dậy. Mau thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Nào thức dậy, thức dậy mau. Ôi trời mẹ ơi. Nổ súng. Khởi động máy, vào bờ. Sao người Nhật lại nổ súng bắn vào không trung vậy? Bán tiền ngoài kia. Làm theo lời tôi. Không nổ súng thì đừng ai nổ súng. Mọi người chia ra ẩn nấp. Nhanh lên, nhanh, nhanh.
Nhanh lên, nhanh lên. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Tấn công ở đây đi. Ngài nói kẻ địch chiếm cứ điểm rồi mà. Trong hương một trấn đều là người dân tạo phản, chỉ có một nữ bát lộ. Lúc nãy người mà chúng ta nhìn thấy chính là người dân. Chuẩn bị súng phóng lựu đạn, nhanh tay lên đi. Làm sao đây? Đánh không? Chuẩn bị. Bắn. Chuyện gì vậy? Sao thị trấn đánh trước rồi? Đi, về thị trấn trước, đi. Trung đội trên huyện tới rồi. Trung đội trên huyện tới rồi. Từ Thiên, Hàn Đức Hải, Hà Hương, thằng Câm, họ sẽ giết hết các ngươi. Mau lên, tới thị trấn, mau lên, mau lên. Dừng lại. Nữ bát lộ, dẫn người của cô ra đây. Nếu cô không đầu hàng thì tôi cho nổ tung hương mộc trấn đi. Đồng chí Hà, không được rồi, đánh tiếp thì chúng ta sẽ chết tại đây đấy. Làm sao đây? Lúc đầu tính là ép người Nhật vào cứ điểm, nhưng bây giờ không được liên lụy người dân. Vậy đi, tôi bảo vệ mọi người. Từ đường nhỏ chạy về thị trấn, nhất định phải giữ được cứ điểm. Chỉ cần dụ được quân Nhật vào trong là kế hoạch của chúng ta thực hiện được. Đồng chí Hà, cô phải cẩn thận, đi mau. Đi thôi. Phía sau có người, tiểu đội 1-2 đuổi theo. Dạ. Đuổi theo. Đuổi theo. Bắt sống nữ bát lộ. Dạ. Bảo Khanh, Bán Tiên, anh chưa chết à? Cậu cũng chưa chết mà. Đồng chí Hà kêu chúng tôi tới cứ điểm. Còn cô ấy, người Nhật. Đuổi theo. Dương Đậu Phụ, sao mấy người chạy ra đây? Sao bên đó đánh nhau rồi? Chẳng phải nói đánh trong cứ điểm sao? Người Nhật tới bến cảng đã nổ súng. Chúng tôi không quyết định giùm người Nhật được. Đồng chí Hà đâu? Đồng chí Hà có ở trong thị trấn. Sao anh lại làm vậy chứ? Tôi lần nào cũng bỏ mặc phụ nữ không lo. Tôi muốn một chưởng đánh chết anh. Anh Đậu Phụ, đồng chí Hà nói giữ lấy cứ điểm. Nếu không là xong phim. Cán bộ Hà nói đúng, mọi người không được chạy ra đây. Trong cứ điểm có còn ai không? Ra đây hết rồi, sợ mọi người có chuyện. Tiêu rồi, kế hoạch của đồng chí Hà xong luôn. Mau lên, về cứ điểm. Lùi về sau. Mau, mau lên. Này, có ai không? Này, có ai không?
không có ai hết. Tốt lắm. Xong rồi. Mở cửa. Đừng. Đồ khốn. Có bom ở dưới đất. Tôi thấy họ chôn xuống đấy. Đi. Nữ bác lộ, cô không trốn được nữa đâu. Nữ bác lộ, mau vào đây. Đóng cửa. Vào nhà đi. Bỏ súng xuống. Người của cô đâu? Anh vô dụng. Bị tôi dắt mũi đánh nhau nãy giờ. Đại bộ đội đã rút về cứ điểm rồi. Cô không có bộ đội nào hết. Lúc nãy anh cũng đã thấy, tôi có một tiểu đội. Ngày mai trung đội sẽ tấn công toàn diện. Tôi khuyên anh hãy đầu hàng đi. Đầu hàng à? Cô và Higashino nói chuyện với nhau trên huyện, tôi đã nghe hết. Tôi nghe hết rồi. Cả Hương Mộc Trấn chỉ có cô là bác lộ. Những người khác chỉ là người dân tạo phản. Tin hay không tùy anh. Rồi anh sẽ thấy thôi. Thu phục cứ điểm, nhanh lên. Dạ. Làm theo lời đồng chí Hà. Chúng tôi vào trong, các anh ở bên ngoài. Chúng ta tìm nơi nào trốn đi. Bom cầm tay đâu? Chết tiệt, rơi xuống nước rồi. Tôi có này. Nhớ kỹ chưa? Chúng tôi vào trong, chỉ cần người Nhật tới. Hiểu rồi. Chúng ta đuổi người Nhật vào trong, sau đó quăng bom vào nổ tung họ. Mở cửa. Ai ở trong đấy vậy? Sao khóa cửa rồi? Lúc nãy ra ngoài cửa vẫn còn mở mà. Dạ, ai khóa cửa? Tên nào không muốn sống mà khóa cửa lại vậy? Là Asakura còn sống dai đây. Thu phục xong cứ điểm, sang bằng Hương Mộc Trấn, giết hết tất cả các người. Đánh ra, rút lui. Mọi người cẩn thận. Tốt quá, họ tới rồi. Tiểu Bảo, không chống đỡ nổi. Anh muốn ở đây chờ chết sao?
Mọi người chạy lên núi, trời tối rồi, rút. Người Nhật không dám đuổi theo lên núi đâu, nhanh lên. Đậu phụ đi thôi, nhanh lên. Tôi là Asakura. Tôi là Asakura đây. Đánh chết chúng đi, đáng đời. Còn dám nói người ta đáng đời. Anh canh chừng cứ điểm mới đúng, cứ đòi chạy ra ngoài đánh mất cứ điểm. Tiểu cửu bị câm, những người dân khác đều tới đây phụ thôi. Chuyện này trách ai? Trách ai? Anh thật tình, đúng là đáng chết. Súng phóng lựu đạn. Phóng đi. Cởi đồ ra. Cái gì? Phóng đi. Áo trắng là đầu hàng. Đầu hàng với người chúng ta sao? Đầu hàng sẽ được sống. Mau lên, cởi áo ra là được sống sao? Phải. Đồng chí Hà, đồng chí Hà đi chung với các anh mà, sao bị người Nhật bắt được? Tôi cũng không biết. Hỏi Bảo Khanh, tôi cũng không biết. Một đám vô dụng. Vô dụng đâu bằng anh. Này, làm gì vậy? Muốn chết sao? Dương Đậu Phụ, nếu chết chúng ta cùng chết là xong phim luôn. Buông tay ra, cút đi. Bắt ta lại. Dương Đậu Phụ, Dương Đậu Phụ. Đổi thời cơ khác hay chết. Đổi thêm được vài cái mạng. Tiểu cửu, tiểu cửu, ông chủ Từ sắp về rồi. Tôi bói quẻ xong hết. Anh ấy về thì cậu giúp anh ấy cứu đồng chí Hà, chứ không phải bây giờ đi bỏ mạng. Dừng bắn. Sao bên trong không có ai phản kháng hết vậy? Nữ bác lộ, người của cô chết hết rồi. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Tôi là Asakura, thuộc tiểu đội thông tin của Hương Mộc Trấn. Đừng nổ súng. Còn một người nữa, do bộ tôi lệnh quyện phái tới. Chúng tôi đã thu phục được cứ điểm rồi. Tại sao lúc đầu không nói? Vừa tới đã nổ súng, làm sao nói được? Đồ khốn. Mở cửa ra. Dạ, dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Đi. Tốt quá, tốt quá. Tốt quá rồi. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ông chủ Từ chắc chắn sẽ về. Ngày mai, ngày mai chắc chắn sẽ về tới. Gạt tiểu cửu sao? Ai nói chứ? Tôi nhìn thiên tượng bói quẻ đấy. Có quăng bom vào nữa không? Cậu muốn nổ chết đồng chí Hà. Tiểu cửu, đi đâu? Cứng đầu quá, cứ đòi đi tìm ông chủ Từ. Hắn hỏi ông chủ Từ làm sao về đây. Từ huyện về đây phải đi đường thủy, đương nhiên ở chỗ bến cảng. Tiểu cửu, đứng lại. Chỗ này đang cần người mà. Chỉ có một mình tiểu cửu là tin lời tôi nói. Sáng mai, nếu không nghĩ cách thì xông vào cứ điểm, liều mạng với bọn chúng. Tôi phụ trách trước trời sáng đưa tiểu cửu về. Muốn liều mạng thì chúng ta cùng liều mạng.
Báo cáo. Người dân ở trong cứ điểm đâu? Chúng tôi đã đuổi họ đi rồi. Chúng tôi cuối cùng cũng đợi được đội quân tới. Đứng nghiêm. Tiểu đội một canh chừng, còn lại vào phòng nghỉ ngơi. Sáng mai sang bằng hương một trấn, tới lúc đó sẽ xử lý nữ bác lộ này luôn. Dạ. Đợi đã. Trong nhà lao có 5 quả bom đất. Thật đấy. Tôi thấy họ chôn xuống đó. Chôn ở đâu? Cái này tôi không rõ. Đồ khốn. Dạ. Cả đội nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ ngơi tại chỗ. Asakura. Asakura. Này, nữ bắc lộ gọi cậu kìa. Sao? Qua đây. Kêu cậu đấy. Thật ra tôi không sợ cô chút nào. Nhìn vào mắt tôi. Tôi kêu cậu nhìn vào mắt tôi. Tôi có gạt cậu chưa? Cậu làm nô lệ của tôi 2 lần, bắn vô tôi 1 phát. Tôi nói cậu được sống, nên bây giờ cậu mới được đứng ở đây. Cô sắp chết. Sắp chết thật rồi. Có lẽ vậy. Vậy cậu sống được bao lâu? Người dân ở đây sẽ đuổi theo cậu tới bất cứ nơi nào, giống như Sino vậy. Từ Thiên đuổi theo Sino tới bộ tư lệnh huyện. Cuối cùng cậu hỏi hắn đi. Cái gì? Chết rồi. Ai chết hả? Sino. Cậu có thể hỏi hắn kết cục của thiếu tá Kiyoshi, trưởng quan lớn nhất bộ tư lệnh huyện. Từ Thiên xử lý hắn luôn rồi. Tôi tin rằng cậu cũng sẽ bị xử lý. Im ngay. Mỗi một người Nhật trong này đều bị xử lý vì các người dám bắn người dân. Khốn nạn. Tôi phải giết cô. Chính tay giết. Tôi còn phải giết Từ Thiên, giết Hàn Đức Hải, giết Đậu Phụ, giết hết tất cả mọi người trong trấn. Từ Thiên đang trên đường về đây đấy. Tôi không sợ hắn chút nào. Tôi không sợ cô. Tôi chỉ giả vờ thôi. Tôi gạt các người đó, đồ ngốc. Thật ra trong lòng cậu sợ hơn bất cứ ai. Cậu là đồ hèn. Đại quý Aoki, tập hợp. Đại quý Aoki. Đại quý Aoki, bên ngoài cùng lắm chỉ có 10 mấy người dân. Mặc kệ họ, bộ đội tiến thẳng tới thị trấn đi. Họ sợ nhất là bị sang bằng cả thị trấn đấy. Tập hợp người dân lại, bắn chết bằng súng liên thanh. Mấy người dân tạo phản, họ sẽ đầu hàng ngay. Súc sinh, im ngay. Biết trước như vậy thì nên bắn chết cậu từ lâu rồi. Tôi biết rõ lai lịch của họ. Súng của họ là lấy từ cứ điểm này. Không còn nhiều đạn đâu. Sắp bắn hết đạn rồi. Nhanh lên. Đi theo. Nhanh lên. Nhanh lên. Chuẩn bị. Còn bơm cầm tay không? Bơm. Ai có bơm? Có, có. Chỉ còn nhiêu đây thôi. Lát nữa người Nhật sẽ ra nữa. Ra một lần cản một lần. Tranh thủ chút thời gian để người dân chạy lên núi trước. Đây. Vậy tôi đi chung với anh. Tới gần bức tường mới quăng bơm lên. Ai liều mạng thì coi như mình đã chết rồi.
tính luôn phần tôi, cộng thêm tôi là ba. Phía sau còn ai không? Tôi đủ rồi, bốn người đủ rồi. Họ còn người nhà, cứ để họ lại. Bắn hết đạn rồi quay về thị trấn, gặp nhau tại thị trấn, khuyên mọi người lên núi. Chạy được người nào hay người đó. Đi thôi. Ông chủ Từ, có gì chúng ta cùng gánh. Cùng gánh. Để lại vài quả bom đi, một mình tôi gánh. Ông chủ Từ, chuẩn bị tập hợp tấn công Hương Mộc Trấn. Tiểu đội 1, cố thủ, mở cửa ra. Thiên Hoàng phù hộ, giết chết họ. Mau né đi. Đại quý, người nào tiếp cận là bị tiêu diệt ngay. Giết hết. Khoảng cách xa quá, quăng không tới. Tay đậu phụ có sức, đậu phụ thử xem. Để tôi thử. Anh thử cái gì chứ? Có mạnh tới đâu cũng không quăng lên trên tường thành được. Vậy phải làm sao? Hết cách rồi. Một mình tôi ra đó, đi tay không, thu hút sự chú ý của họ về phía tôi. Sau đó anh tìm cơ hội đi dưới tường thành, quăng bom vào trong kia hết luôn. Anh đừng cố nha. Tôi không phải cố. Tôi chết không sao. Trước khi tôi chết, chỉ muốn gặp đồng chí Hà, nói vài câu với cô ấy cũng được. Người Nhật cho anh vô đó sao? Họ biết tôi mà. Để coi vận may thế nào. Hình như là không may mắn lắm. Bán tiền, bó cho tôi đi. Bó cái đầu. Dù cho anh may mắn vào trong được, thì mười mấy quả bom quăng vào trong đó anh cũng sẽ chết. Tóm lại, coi như tôi đã chết rồi. Chết từ lâu rồi. Không sao đâu, nhớ kỹ. Quăng xong bom rồi, lên núi. Tôi không lên núi. Người nào bước ra tôi đánh chết người đó. Yên tâm đi, tôi sẽ quăng hết bom vào trong đó. Anh cẩn thận nhé. Đại quý Aoki, nhìn kìa, súng đâu? Khoan đã, coi hắn ta làm gì. Tôi là Từ Thiên, là người đã giết Kiyoshi. Aoki phải không? Đồ khốn. Đại quý Aoki. Aoki, Aoki, Aoki. Ông không sợ chết à? Sợ thì có tác dụng gì? Tôi biết. Đạn dược của các người đã hết rồi. Cậu đoán trúng rồi. Là hết đạn thật đấy. Mọi người đã bỏ chạy hết trơn. Tôi không đi. Tôi ở lại đây. Tôi muốn vào trong. Dám vào đây sao? Đại quý Aoki, đừng. Đại quý Aoki, đừng cho hắn vào. Chắc chắn hắn có âm mưu. Hắn cực kỳ xảo quyệt. Asakura, nhìn đi, tôi không có gì hết. Không có gì hết, đừng sợ. Từ Thiên, tôi biết lòng rất xảo quyệt, nhưng mà ông không gạt được tôi. Hắn vào đây là chúng ta tiêu đời đấy. Người này rất xảo quyệt và lợi hại. Hắn sẽ giết hết chúng ta. Trước giờ tôi chưa từng thấy người nào mà không sợ chết như ông đấy. Aoki, tôi không sợ chết. Tôi sợ chết rồi. Ngay cả mặt của người yêu tôi cũng không nhìn thấy. Cậu cho tôi vào trong gặp Hà Hương đi. Sau đó muốn chém muốn giết tùy các người. Đừng mở cửa. Đừng để Từ Thiên vào đây. Im ngay. Phiền quá đi. Ôi đau quá. Mở cửa. Dạ. Đại quý Aoki. Đại quý Aoki, đừng mà. Đại quý Aoki. Tôi muốn ôm Hà Hương.
Mọi người đừng sợ, tôi đã chết rồi. Phải không Asakura? Anh về rồi, được chết cùng với anh có thấy ấm ức không? Tốt lắm. Bom cầm tay. Đuổi theo. Mau, Tam Bảo để quên một cây súng trong đó. Đi, nhà lao có bom đất. Anh đi theo em. Cẩn thận. Nắm tay em đi. Nhanh. Theo em từng bước chân nhé. Cẩn thận đó. Cẩn thận nhé. Súng ở đâu? Cái gì? Em hỏi súng để ở đâu? Súng. Đậu phụ, họ đạp trúng bom đất phải không? Hình như là vậy. Nói không chừng lần này ông chủ từ lại thành công rồi. Nếu không tại sao bom đất lại đạp trúng chứ? Thành công gì chứ? Anh ấy còn chưa ra. Chưa chắc, nói không chừng sẽ bước ra. 30 mấy người Nhật ở trong đó, anh có ra được không? Asakura, bây giờ biết rồi phải không? Nghe lời tôi thì không có nhiều người chết đến vậy. Đồ khốn. Súng liên thanh. Mọi người dựa tường bước vào. Cẩn thận đi. Kéo cò.
Cẩn thận. Đại quý Aoki, chỉ cần đi vào thị trấn, bắt hết dân làng. Từ Thiên và nữ Bát Lộ kia cùng với những người tạo phản sẽ đầu hàng ngay. Không cần phải ở đây hao binh tổn tướng như thế nữa. Đại quý Aoki, đại quý Aoki, từ bỏ cứ điểm, toàn bộ tấn công Hương Mộc Trấn. Mau đi thôi, dân làng mới là điểm yếu của họ, giết hết họ đi. Đợi một chút, tôi còn chưa đi được. Bỏ súng xuống. Nhanh. Tôi cũng hết đạn rồi. Hắn đặt trúng quả bom cuối cùng. Có khi nào chúng ta qua đó sẽ bị nổ tung không? Anh nói xem. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Bom đất! Đừng nói nữa, tôi không hiểu đâu. Muốn sống đúng không? Đứng đây đừng nhúc nhích, đợi chúng tôi quay lại. Này, vậy tôi phải làm sao? Cứu tôi! Ra rồi kìa! Nhanh lên! Nhanh lên! Rút lui! Rút lui! Đồ ngốc! Đi qua bên này! Sao bỏ đi hết vậy? Đi tới thị trấn. Vợ con tôi còn ở nhà. Tôi phải về đó trước. Bảo Khanh, súng, súng. Không có đạn, cầm súng làm gì? Ôi mẹ tôi. Tôi về thị trấn xem thử. Nhà tôi còn vợ con nữa. Không có đạn cũng có thể coi như cây gậy mà. Hình như trong đó không có động tĩnh. Ông chủ Từ còn ở trong đó. Đi. Bán tiền, bán tiền. Ông chủ Từ, không biết ông có mấy cái mạng nữa. Mặc kệ đi, người Nhật đâu? Đi tới thị trấn rồi. Tam Bào và Bảo Khanh đã về thị trấn. Mau, tập hợp đạn dược, về thị trấn. Em không cần về, không cần về. Tiểu Cửu, dẫn quẩy lên núi. Em phải đi chung với anh. Tụi anh chạy nhanh, em theo không kịp. Đừng nói nữa, quyết định vậy đi. Đi mau. Tiểu Cửu, đừng đi. Cậu dẫn đồng chí Hà tới Trịnh Gia. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ đồng chí Hà. Mau đi thôi, đi, đi. Hỡi đồng bào dân quân toàn quốc, hỡi những người yêu thích hòa bình toàn thế giới, hôm nay kháng chiến của chúng ta đã thắng lợi. Chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng xâm lược. Hôm nay cuối cùng cũng được công nhận rồi. Việc này chứng tỏ thành công của sứ mệnh lịch sử cách mạng dân quốc. Thời kỳ Trung Quốc chúng ta ở trong tâm tối tuyệt vọng, kỷ niệm 8 năm phấn đấu hôm nay đã được thực hiện.
mọi người. Mọi người có nghe thấy tiếng trống vang lên rồi không? Người Nhật sắp tới đây. Từ nhỏ cha tôi đã kêu tôi phải nhịn, nhưng nhịn một lúc chưa chắc được sống bình yên. Đại bộ đội của Bác Lộ Quân đang trên đường tới đây. Điều chúng ta nên làm là cầm lấy vũ khí trong tay, kháng chiến với họ tới cùng, đuổi họ ra khỏi Hương Mộc Trấn, đuổi khỏi đất nước chúng ta, báo thù cho các vị hương thân đã mất. Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù. Người Nhật sắp tới rồi. Được rồi, mọi người chia ra kháng chiến. Chia ra đi, nhanh lên. Nhanh, nhanh. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Chia 5 người ra một nhóm, kêu dân làng tập hợp, nếu không thì sẽ giết ngay. Giết bọn họ, giết bọn họ. Sống lên, nhanh lên. Nhanh lên đi đồ khốn. Chạy. Mấy người qua bên kia, còn mấy người đi theo tôi. Đi. Đi. Báo cáo. Dân làng chống đối. Đáng ghét. Đại quý Aoki, nổ tung thị trấn đi. Người của chúng tôi bị thị trấn này tiêu diệt. Phải giết chết bọn họ. Chuẩn bị đạn. Phóng đi. Phóng. Mọi người rút về đi. Tiểu đội một ở lại, những người khác tấn công toàn bộ. Giết hết tất cả cho tôi. Nhanh lên. Nhanh lên. Mọi người chia ra. Từ Thiên, chú ý ẩn nấp. Đuổi theo. Đi mau, mau. Đi mau. Cứu giới. Cứu giới. Cứu giới. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi. Tiểu cửu, mau lên.
tới Trịnh gia. Nữ bắt lộ đang ở Trịnh gia. Tập hợp, dẫn đường, theo tôi đi. Rút lui. Aoki đâu? Hình như tới Trịnh gia rồi. Đuổi theo những người còn lại. Được, đi đường tắt tới Trịnh gia. Giết chết họ. Mau, mau lên, mau lên. Mau lên. Đồng chí Hà, người Nhật đuổi tới đây rồi. Tiểu Cửu, đưa súng cho đồng chí Hà. Cô ấy bắn chính xác. Em và Tiểu Cửu lên lầu 2, khống chế điểm cao nhất. Cô đói bụng hả? Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Đi thôi Tiểu Cửu. Mau, tìm nơi nào trốn đi. Đụng cái gì? Mỗi người một bên. Tiểu Cửu, trong phòng Trịnh Sang có điểm tâm. Mau lấy cho đồng chí Hà ăn đi. Đồ khốn, nổ tung cánh cửa. Nổ. Bom cầm tay đâu đại quý? Cầm tay, mau quăng vào. Chạy mau. Đừng. Cho họ vào đi. Xông vào. Bàn thạch chưởng. Từ Thiên cẩn thận. Sakura, đứng im, đứng im.
Hạ Hương. Còn nhớ không? Tôi mãi mãi không chết. Bây giờ cô chết trước. Chết đi. Tôi đã mệt rồi. Tôi muốn về nhà. Giờ cô chết trước. Cô chết đi. Tôi đầu hàng. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Nhớ nhà. Mẹ cậu cũng nhớ cậu. Cậu có biết có bao nhiêu người mẹ nhớ đứa con bị các cậu giết chết không? Về nhà. Tôi đưa cậu về nhà. Về nhà. Về nhà. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Bảo Khanh qua đây. Sao vậy đồng chí Hà? Đếm số lượng quân Nhật, sau đó đem súng ống đạn dược còn lại tập trung tới bến cảng đi. Biết rồi đồng chí Hà. Đồng chí Hà, theo tôi tới đây có được không? Bên tôi có chuyện không biết xử lý thế nào. Được. Muốn chết rồi. 40 bình phương chết mất. Anh đáng đời. Tôi đi tìm Tây Thi sớm hơn anh một bước. Anh cứ sốt ruột cho nên không đi được. Hắn sao rồi? Không bắn trúng xương đâu. Không phải chứ. Không bị trúng xương. Anh đi chết đi. Không bị thương. Anh làm gì vậy? Để súng qua bên này. Để súng qua bên này. Nào dọn qua đây. Để súng qua bên này hết đi. Dọn nhanh đi. Đem hết qua đây. Nhanh lên, dọn đi. Anh qua đó ngồi đi. Nào, cẩn thận. Tìm kỹ đi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Uống miếng nước. Năm mươi mốt cây súng trường, bốn súng liên thanh, đạn dược. Uống miếng nước nhé. Em ít uống cái đó lắm. Rượu có là gì đâu. Nào. Không khó uống như em đã nghĩ. Uống thêm một miếng nữa. Không được uống nữa sẽ sai đấy. Trước khi đến Hương Mộc Trấn, em suy nghĩ hết tất cả những chuyện có thể xảy ra. Nhưng trước mắt mà nói, em cảm thấy mọi chuyện đều tốt hơn em đã nghĩ. Đặc biệt là gặp được anh. Anh là người tốt. Cả đời anh chỉ đang đợi một chuyện gì đó.
Nói thẳng ra thì anh đang đợi phụ nữ. Phụ nữ. Một người phụ nữ thuộc về bản thân anh. Cho dù anh uống bao nhiêu rượu, vợ anh mãi mãi ngồi kế bên anh. Anh làm nhiều chuyện không đúng, vợ anh mãi mãi nhường nhịn, bao dung và thông cảm cho anh. Vốn dĩ anh nghĩ là anh không đợi được, nhưng mà sau đó thì sao? Nào, uống miếng rượu đi. Mọi người ơi, có một đám Nhật tới đây nữa. Có người Nhật kìa. Làm sao? Mọi người, mau vào thị trấn trốn đi, ẩn nấp cho kỹ. Đi, nhanh lên. Con về đi Trịnh Sang, ở đây có cha được rồi. Không, chỗ này không cần em, có anh là được. Cha vợ, nhìn phía cứ điểm kìa. Tới rồi. Tới rồi. Bác lộ quân ở núi Đại Mộ chưa tới sao? Tôi là thiếu tá Okai Oyama ở huyện Sơn Bắc. Bác lộ quân đâu rồi? Tôi. Chỉ một người. Cô tên là gì? Hà Hương. Chính công khu 1 chi đội núi Đại Mộ bác lộ quân. Thiên hoàng ra lệnh đầu hàng vô điều kiện. Huyện Sơn Bắc 236 người lùi bước tới đây đầu hàng. Tôi đại diện chi đội núi Đại Mộ bác lộ quân chấp nhận đầu hàng. Tôi mệnh lệnh binh lính huyện Sơn Bắc bàn giao vũ khí. Bộ đội huyện Sơn Nam chờ lệnh. Chiến tranh đã kết thúc. Tôi không còn là quân nhân. Tôi hy vọng các vị võ sĩ chứng minh cho tôi thấy các người làm sao giết hết 55 binh lính Nhật. 55 người của tiểu đội 1 chuẩn bị. Huyện Sơn Nam phòng ngự. Tôi hy vọng mọi người giết hết toàn bộ chúng tôi, hoặc để chúng tôi giết hết mấy người. Các người đầu hàng rồi mà. Hôm nay là ngày chết của các người. Hôm nay là ngày các người đầu hàng. Thiệt tình, cuối cùng thì vẫn phải chết thôi. Chết sớm lên đường sớm, đi gặp Tây Thi sớm. Nói xem, người Nhật có còn là con người nữa không? Các người không phải súc sinh. Muốn đánh thì đánh đi. Tôi hầu cho, cùng lắm là chết thôi. Mọi người liều mạng với bọn Nhật đi. Nhanh, nhanh. Nhanh lên. Ở ngay phía trước. Các đồng chí nhanh lên. Bỏ vũ khí xuống.
tiếp tục chống đối, các người sẽ không được điều ước chiến tranh quốc tế bảo vệ nữa. Các người sẽ bị bác lộ quân truy sát, bị người dân Trung Quốc truy sát, không có đường để đi, không có nơi để trốn. Cha, cha, bớt uống lại đi cha. Đi tìm Trịnh Sang đi. Trịnh Sang còn sống, anh ấy ở đâu? Tự tìm đi. Cuối cùng cũng đã tới. Này, anh bị thương chỗ nào? Không sao, em tưởng sau này không còn được gặp anh nữa. Sao em tới đây? Nhà lão Hàn, ba người đều mất hết. Mất hết. Mất hết. Em phải đi theo bộ đội quay về. Về à? Ai kêu em về? Thủ trưởng. Cái người nói chuyện với em à? Đã tới đây rồi còn kêu người ta quay về, không biết khi nào mới được gặp lại em. Em không quay về được không? Anh còn muốn ở lại Hương Mộc Trấn à? Nếu không thì đi đâu được chứ? Sư muội của anh mất rồi, Ngọc Lan cũng đã lấy chồng. Trước đây anh đã nói với em là cùng em tham gia bác lộ quân. Anh nói khi nào? Nói lúc ở Ưng Nhai. Đâu có đâu. Anh nghĩ kỹ lại đi. Anh đã từng nói đấy. Đi theo em à? Anh nói nửa đời sau sẽ thuộc về em. Anh nói nửa đời sau thuộc về em, cùng em tham gia bác lộ quân.